Mẹ mấy ông nói thật ra là mấy ông mà nó qua các cái ngày ấy rồi, chứ còn 20 tháng 10 các ông mua những cái loại này thì về một phát là chơi thoải mái luôn. Tôi đã bảo rồi, có những người người ta mua một cái cành chanh triệu bạc một cành. Đây này còn cây ở trên ấy. Còn nói chung là cái này thì tôi cũng hướng dẫn các bạn rồi. Nếu mà các bạn mua đẹp như này, xong rồi về một thời gian mà nó mọc nó vươn lên ấy, thì các bạn lại tự các bạn bắc thang lên. Nếu các bạn vít, ai cũng thế, nghề chơi nó phải cầu kỳ, nó phải công phu. Ngoài việc tưới và cho ăn, cho ăn thì có thể các bạn nếu mà lười thì ra các ngoài các cái cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật mới đa đạm ấy, thì các bạn mua phân hóa học. Còn nếu không thì phân hữu cơ. Phân hữu cơ thì ví dụ như là phân dê, phân thế nọ thế kia này phải ủ mấy cái thứ linh tinh này. Còn cơm thừa canh cặn thì các bạn ủ vào cái thùng phi như này. Còn nếu không thì nói thật ra là thôi cái loại mà cứ phân hóa học dã vào. Xong rồi ví dụ như là 5 triệu một chậu, 5 triệu một chậu này thì các bạn làm cho 2 chậu đặt hai bên. 5 triệu một chậu các bạn đặt cho 2 chậu hai bên. Nói chung là nó cũng chỉ hơn 5 triệu một tí thôi mà. Nếu không các loại to ai. Còn giá riêng các thứ thì thôi, tôi lúc ấy tôi đăng hai vợ chồng đứng kia ngáp ngủ ấy, thì cây này thì nói chung là bán 5 triệu. Còn giá thì nó cũng chênh lệch không nhiều. Đấy, còn các bạn tự các bạn xem ở đâu rẻ thì các bạn mua nhá. Cái thứ hai nữa là nói chung là nếu mà việc mua bán thì nói chung là trừ cái số 4586 của tôi ra. Gọi cho cái Thủy thì nó nhận được và nó gửi được. Chứ còn nói mồm, nhưng mà cuối cùng các bạn ở tận Quảng Nam với cả Đà Nẵng ở các thứ linh tinh này phải tìm xe xong rồi vận chuyển xong rồi thế nọ thế kia thì rõ ràng là mọi cái chi phí khác nữa chứ không phải là cái giá mỗi giá ở đây. Hoặc giá lên xe là xong. Bán hàng nó còn cái việc bán hàng ấy. Và cái Thủy nó vừa rồi nó còn đèn sống chết cho khách ở cái mấy cái mộc. Tôi mới bảo là mẹ mộc đây tao đánh 140 cây về nó còn chết 40 cây này, gần chết 40 cây này. Tao còn chả được ai đèn. Cho nên là đôi khi là các bạn cũng hiểu cái vấn đề ấy. Tại vì cái người ta mua ấy là người ta mua lẻ. Mua lẻ xong rồi đấy thi thoảng người ta lại quay điện là cây hoa giấy bây giờ nó thế này thì thế nọ thế kia. Sau đấy là cái sau bán hàng. Còn các cái dòng này là cái dòng bàn trà to. Nó nghiêng một bên thì gọi là bàn trà. Các cái dòng này thì hàng to hơn chục triệu. Đấy, còn việc mua bán thế nào thì cái Thủy nói. Thì đôi khi đấy còn các cái hàng nó như thế này này, đấy. Là các cái hàng mà nó lại còn theo vòm nữa. Nói chung các cái việc vấn đề nhớ giá như riếc phải chị em, chứ còn tôi nói thật tôi cũng chả nhớ được. Thì biết quay thôi. Và nói cho các bạn thì nói chung sơ qua thì tầm 5 triệu thì các bạn cứ mẹ mua hạ 2 chậu đặt 2 bên. Còn cái vấn đề mà sau đấy mua xong rồi 1 tháng 2 tháng sau mà nó không như thế này nữa mà nó vươn lung tung như này này. Đấy, như thế này này. Thì tôi có hướng dẫn với mọi người rồi. Làm thế nào mà để cho cây nó đẹp như này thì các bạn phải vít vào, xong rồi thít. Mua các cái dây thít này ở ngoài các cái cửa hàng ấy. Các bạn thít vào để cố định. Nó cái cố định tán ấy. Đây như các cây nó sơ như thế nhỉ. Còn nếu mà nó sơ như này à, nó kiểu nó bung ra như này thì vẫn đẹp. Xong nó thả xuống ấy, nó trúc xuống ấy. Đây, nó như thế này thì nó vẫn đẹp. Để sợ nó ngóc lên này. Như thế này nó vẫn đẹp. Thì sau đấy các bạn nó phải vít như này. Còn nếu mà vít được thường xuyên như này thì nó đẹp. Đấy các bạn thấy chưa? Có cái Thủy nó bảo là đẹp. Đấy. Còn đôi khi là ở trong cuộc sống ấy nó sẽ gây tranh cãi. Nhưng tôi bảo thật là nói thật ra là chả có cái mẹ gì đẹp bằng hoa giấy thật. Còn nó không có hương thôi. Còn đẹp hoa giấy xong rồi nó khỏe. Khỏe như hoa giấy. À, quay như này chẳng qua là nói thật ra là các bạn chứng kiến còn đẹp hơn là cả khi tôi quay. Quay như này không lột tả hết đâu. Đấy. Đa màu sắc. Mà có mấy triệu bạc. Gốc thì to. Đấy, rồi. Hôm qua cái ông bỏ mẹ là ông cũng hỏi hoa giấy. Năm màu, muốn biết năm màu hay không thì phải lấy gậy. Đấy, ngày xưa khởi nghiệp từ cái món này là tôi cũng cầm gậy tôi gõ cho mọi người đây. Xong chỉ cho là ở đây là gọi tên các màu là gì đấy. Đây cầm cái gậy này chỉ xem có đủ 5 màu không hay 6 màu hay 7 màu. Đây cái loại này là hai vợ chồng nhà ông anh là đứng đây thì là tôi sẽ lấy cây này mà là 5 triệu là chấp nhận được. Đấy, đáng nhẽ phải đo cả chậu này. Đấy, xong rồi thế nọ thế kia. Cái hai cái cây ngoài kia thì chỉ toàn màu vàng. Thì bây giờ nha, chỉ nha, xem có đủ 5 màu hay không nha. Màu này thì gọi là màu đỏ hoặc là sắc pháo này. À đây là màu đỏ, đỏ này. Đây là xác pháo này. Đấy, xác pháo này. Nó giống kiểu màu của pháo, xác pháo này thì anh em gọi là xác pháo. Hai màu này, đỏ và xác pháo này. Hai màu vàng.
Ở đây có một màu vàng. Một màu vàng. Đáng nhất là hai màu vàng. Một đỏ sắc pháo. Màu đây là màu sắc pháo này, màu trắng này. Màu vàng này, còn một màu vàng nữa thì nó mới đủ. Trắng đây. Trắng đây. Hai màu vàng, trên cây bao giờ cũng có hai màu vàng đây. Một màu gọi là cam cà rốt với cả một màu đéo thì màu vàng chanh. Đây này, các bạn nhìn thấy hai màu vàng chưa? Cái màu này gọi là không phải là màu ấy mà ở đây anh em vẫn gọi là màu vàng. Đây là hai màu vàng này. Thì các bạn đấy là năm màu đấy. Còn cái loại này là nó thiếu một màu vàng hay sao? Hình như thế. Nó ngược sáng nữa. Các bạn đếm sơ sơ này, trắng này. Hai màu thì một màu màu này là màu màu hồng hồng này này, là gọi là màu sắc pháo này. Trắng mới sắc pháo, mới đỏ, mới vàng. Mấy cái đéo gì nữa nhỉ? À đây, hai màu vàng này, vàng này, nhìn thấy chưa? Hai màu vàng đây. Vàng này vàng cam cá hồi này, vàng này vàng chanh này. Đây, nhìn thấy chưa? Đấy, hai màu vàng này. Đỏ mới hồng này, mới trắng này. Đấy, năm màu. Thường là các bạn mua hoa giấy hạ 5 màu ấy thì phải cây những cây to này. Những cây bé như kia là các bạn phải đếm. Cây bé này này. Đấy này này, tôi nói luôn. Đôi khi các bạn muốn mua hoa giấy 5 màu, gọi là ngũ sắc đấy. Còn các cái loại cây to như này ghép 10 màu cũng được. Nhưng mà chủ yếu là phải tuyển chọn ra có đủ 10 màu để ghép hay không thôi. Còn các cái loại này thì là phải dựa trên cái việc là các bạn đếm. Đếm xem có đủ 5 màu ở trên cái cây này hay không. Tại vì cây bé muốn ghép được nhiều thì cái thân nó phải to. Để cái phần trên này là chúng ta ghép được nhiều mối ghép, mắt ghép. Còn nói chung là tôi cũng lâu rồi tôi không bán hoa giấy. Nhưng đại ý là nói cho các bạn thì tôi thừa khả năng để tôi nói. Đấy, tôi thừa kiến thức để tôi nói. Ví dụ như ở đây nha, là cái màu từ gắt đến ấy trước để các bạn dễ hình dung nha. Trên cây này bao giờ nó cũng có màu đỏ này. Đâu đỏ đâu. Đỏ đây nhá. Đỏ này. Sắc pháo này. Hai màu vàng này. Đỏ này. Đỏ đây này. Sắc pháo này. Hai màu vàng này. Đấy, một màu vàng chanh, một màu vàng cam cà rốt mấy cái gì ấy, một màu trắng. Nhưng mà trắng này thì gọi là cái này gọi là cái dòng Sakura gọi là phớt hồng. Phớt hồng. Đấy, đây phớt hồng này. Màu đỏ. Màu sắc pháo gọi là màu hồng cũng được. Đỏ, sắc pháo, hai màu vàng. Đấy. Đấy hai màu vàng khác nhau này, màu trắng. Cây nào cũng thế. Bây giờ nếu anh em ghép cả hồng gân với các thứ linh tinh thì nó là các thế. Còn ngày xưa với là hoa giấy ngũ sắc Thái Lan nó cũng gộp của các loại màu này thôi. Nó cũng chỉ loan quanh nữa các loại màu này. Kể cả cây, những cây như thế này. Cây này thì tôi thấy là ưng đây này. Gậy nó cái dài quá. Cây này hình như đếm rồi đúng không? Cây này, à cây này cũng đếm rồi hay sao? Còn có những cây mà nó không đủ 5 màu thì ví dụ như nó đủ màu vàng. Còn các cái dòng cây to này thì nói thật ra là thừa sức để ghép 5 màu. Nó phải là những cây to như thế này này. Cho nên đôi khi là các bạn ngây thơ, các bạn lên mạng xong rồi nó chạy quảng cáo toàn những cây mà bằng găng tay này, cây bé tí. Nó bảo hoa giấy 5 màu, mấy hoa giấy ngũ sắc Thái Lan. Mai sau trồng sau 5 năm hay 3 năm để được những cây này. Mà các bạn cũng tin được, cũng giỏi. Muốn có hoa giấy ngũ sắc, hoa giấy 5 màu thì các bạn phải ghép. Thì cứ những cây bé bé như kia kìa, nó không đủ cái khả năng để ghép các loại màu vào 5, 6 tay hoặc 10 tay. Để nó được lên 5 màu được thì phải những cây to. Đấy, cây to như này này thì nó mới có các cái cành để nó đủ cái phần để ghép. Các bạn hình dung chưa? Các bạn cây của các bạn chỉ bằng ngón tay thì các bạn chỉ ghép được đúc được 3 cành này thôi. Đấy, 3 cành này thôi, các bạn có nhiều tay thì các bạn sẽ ghép. Và khi các bạn ghép 5, muốn ghép 5 màu thì các cái tay này các bạn phải ghép 10 mắt. Đấy, thì cây mắt chết, mắt chiếc các thứ thì các bạn không cần phải ghép bổ sung. Thì những cái này như cái loại này cũng phải 5 tay. Đấy, xong rồi lại tay này nữa ghép này. Phải ghép. Chứ các bạn đừng ngây thơ. Xem nghe nó chạy quảng cáo xong rồi. Nó bảo là cây bé tí bằng găng tay mà sao trồng nên tự khắc ra ngũ sắc như thế nào thì đây cây to đây nhưng mà chỉ ghép màu vàng thì nó chỉ ra màu vàng. Phải ghép. Còn các cái cây như này là cái dòng cây to bàn trà nghiêng một bên. Còn nếu không thì cái dáng gọi là nùm đây chỉ có một màu. Đấy. Thế là giải thích cho qua cho các bạn về cái kiến thức về hoa giấy. Còn để một cây nó đẹp như thế này thì các bạn phải vít. Vít được thì nó sẽ đẹp. Vít thường xuyên được nó sẽ đẹp. Hoặc lúc nào khi nào các bạn muốn đẹp thì các bạn vít. Vít xong rồi cho kết hợp cho ăn. Rồi các thứ nữa. Còn cũng đơn giản thôi mà. Không có cái gì phức tạp cả. Nhưng mà nói thật ra cho các bạn là các bạn chỉ thấy nó đẹp các bạn mua thôi. Chứ về các bạn không theo được cho nó. Nhưng mà bây giờ như vườn mọc của tôi cũng vậy.
Tôi cũng không phải là thằng nó ham kiếm tiền lắm, nhưng mà nói thật ra là nguyên cái việc tưới cây thôi nó cũng trở thành áp lực. Mẹ tưới cây nó mất thời gian lắm. Chứ còn chưa nói vấn đề cho ăn và vít tán. Vít nó được khít khình khịt như này này thì nó đẹp. Thì khi nó ra hoa thì nó sẽ tròn, nó đẹp như này này. Còn nếu các bạn thả rông thì trông nó xấu lắm. Mấy cái thứ hai là các bạn phải cho ăn cơ. Cho ăn các thứ cơ. Đấy, bàn trà bàn chiếc này. Cây này thì ít lá toàn hoa. Có cần đếm không? Đếm nha. Đếm cho các bạn để nói chung là đếm lần này để lần nốt để cho các bạn biết là một cây hoa giấy ngũ sắc nó gồm những màu gì. Đỏ này. Anh em tôi làm hoa giấy nhiều lắm. Đỏ này. Đỏ đây này. Sắc pháo hoặc hồng này. Đấy, đỏ này, sắc pháo hoặc hồng này. Hai màu vàng này. Đây, hai màu vàng này. Đây, hai màu vàng này. Hai màu vàng các bạn nhìn thấy khác nhau chưa? Đấy, đây là vàng này và đây là vàng này, gọi đây vàng nghệ này và màu trắng. Đỏ, sắc pháo, hai màu vàng và màu trắng. Ngoài ra có thể ghép được thập sắc cũng được hoặc 5 7 8 màu cũng được. Còn những cây này chủ yếu là màu vàng. Đây đây đây. Quay mộc cơ. Mẹ nó cứ vừa đi nó cầm điện thoại mà nó không ngã xuống ao lần nào nhỉ?